Xin chào tất cả các em. Các em thân mến, video bài giảng ngày hôm nay thì cô và các em sẽ tiếp tục ở bài 9 với chủ đề hôm nay và ngày mai, ngữ văn 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và trong video này thì cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu văn bản thứ ba trong bài 9, đó là diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ Tơn Và các em biết là văn bản thứ ba thì đóng vai trò là kết nối với chủ điểm cùng với văn bản 1 và văn bản 2 nhưng khác về thể loại. Vậy trong bài 9 thì các em đã được học về văn bản thông tin Văn bản thông tin giới thiệu về một hiện tượng tự nhiên hay là giới thiệu về một bộ phim Thì đến với văn bản thứ ba Chúng ta sẽ kết nối với chủ điểm là hôm nay và ngày mai Nhưng thể loại khác Vậy thể loại của văn bản diễn tử ứng khẩu ở thủ lĩnh da đỏ sẽ tên là gì Thì cô và các em sẽ cùng đi tìm hiểu bài học ngày hôm nay Trước khi ở phần tìm hiểu bài, thì chúng ta sẽ cùng khởi động một chút. Kem à, sẽ quan sát video sau và theo em thì vấn đề nào về môi trường đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay? bằng đoạn video sau. Cô mời kem sẽ cùng quan sát. Thiệt nhiên đang bị tàn phá một cách rất nghiêm trọng và đang trong tình trạng đáng báo động mà nếu chúng ta không hành động ngay bây giờ thì sẽ là quá muộn. Đây là những lời kêu gọi của 400 nhà khoa học trên thế giới khi họ nhìn thấy một tương lai mà hành tinh của chúng ta không còn hành tinh xanh nữa. Hơn một triệu loài động thực vật đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt chủng. 93% vựa cá trên thế giới đang cạn kiệt hoặc bị khai thác quá giới hạn bền vững. Trong khi đó, mỗi năm con người thải ra 400 triệu tấn kim loại nặng, rác thải độc hại và các loại rác thải khác ra các đại dương và sông ngòi. Từ năm 1990, trái đất đã mất 2,9 triệu hecta rừng, gấp hơn 8 lần diện tích của Việt Nam chúng ta. Trong khi rừng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thu lớn lượng khí thải CO2, và chỉ cần nhiệt độ trái đất tăng thêm 0,5 độ thôi, thì từ 70 đến 90% các dạng san hô sẽ biến mất. Các nhà khoa học nêu các nguyên nhân trực tiếp khiến thiên nhiên xuống cấp như hiện nay, theo thứ tự gồm con người mở rộng khu vực sinh hoạt, làm thu hẹp diện tích sinh sống của các loài động thực vật con người thay đổi về sử dụng đất đai biến đổi khí hậu ô nhiễm và thói quen tiêu thụ thịt của con người tất cả là lỗi của con người khi mà thiên nhiên bị hủy hoại và gần một phần tám loài động thực vật đang đứng bên bờ vực của sự tuyệt chủng nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội thay đổi để cứu hành tinh xanh trước khi quá muộn như vậy thì các em có thể thấy là qua đoạn video, một vấn đề nổi cộm đó chính là biến đổi khí hậu, là mất cân bằng hệ sinh thái. Và chính vì vậy mà một số động vật đang có nguy cơ đứng trên bờ tuyệt chủng. Và đòi hỏi mỗi một con người cần phải nâng cao ý thức, nhận thức rõ về vấn đề cần phải bảo vệ môi trường. Đó chính là, cũng là nội dung trong bức thư của thủ lĩnh da đỏ mà chúng ta sẽ học trong bài hôm nay. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu vào bài phần thứ nhất là tìm hiểu chung. các em vẫn biết là đây là văn bản kết nối với chủ điểm. do đó mà chúng ta sẽ học văn bản này với hai vai trò. vai trò thứ nhất là vai trò kết nối với chủ điểm hôm nay và ngày mai. và vai trò thứ hai chúng ta vẫn phải làm nổi bật được đặc trưng của thể loại của văn bản thứ ba. chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu hãy trình bày đôi nét về tác giả Cather và trình bày một số hiểu biết của em về C. Tơn và xuất xứ của văn bản ở đây trong sách giáo khoa sau khi mà đọc trong sách giáo khoa thì các em có thể thấy rằng là uh, Sia Tơn sinh năm 1786 mất năm 1856. Ngoài ra các em uh, tìm hiểu tra cứu thêm những cái thông tin ở trên uh, các cái trang web thì các em có thể thấy Sia Tơn chính là thủ lĩnh của Slay, là người lãnh đạo bộ lạc da đỏ ở Đua Mớt và Sơ Quang Mớt Đây là những chủ nhân đầu tiên của một vùng rộng lớn ở lục địa Bắc Mỹ. Đó chính là Sia Tơn. Về tác phẩm Trước hết chúng ta sẽ cùng đọc ở trong văn bản. Và trong văn bản này có một số những cái thuật ngữ thì các em cần xem từ cái chú thích ở dưới chân trang để các em sẽ hiểu thêm về đó. Ngay cái nhan đề của văn bản rất là độc đáo. Diễn từ ứng khẩu của, đấy, diễn từ ứng khẩu. Thì các em phải hiểu diễn từ ở đây. Đó là lời phát biểu trong một dịp long trọng thì đó là diễn từ. Thứ hai là ứng khẩu. Ứng khẩu là nói ngay thành văn không cần phải chuẩn bị trước hoặc không có văn bản soạn sẵn để đưa vào cái nói hay nói khác là khả năng ứng biến linh hoạt bằng lời nói bằng lời nói và không được suy nghĩ trước cũng không có một văn bản hướng dẫn nào hết thì đấy là diễn tử ứng khẩu và nói như vậy thì em biết là diễn từ ứng khẩu của c Tơn là một bài phát biểu trong một dịp long trọng và bài phát biểu này không được chuẩn bị trước vậy vì sao lại có bài phát biểu đó à, chính là xuất bắt đầu xuất phát từ cái bức thư của tổng thống Mỹ lúc bấy giờ gửi cho người da đỏ và trong cái bức thư đó thì có nhắc đến con ngựa khói con ngựa khói ở trong văn bản thì có cụm từ là con ngựa sắt nhả khói. Con ngựa sắt nhả khói ạ. Ở trên màn hình thì chỉ là một hình ảnh minh họa thôi. Thế nhưng các em hiểu ở đây, đó chính là tàu hỏa theo cách hình dung của những người dân đó. Còn trong bức thư của uh, thủ lĩnh của xin lỗi, của tổng thống Mỹ thì có nhắc đến con ngựa, ngựa ngựa sắt và con ngựa sắt đó, đó chính là tàu hỏa các em ạ. Về tác phẩm, kem biết là xuất xứ của văn bản này năm 1854 president Fierce, tổng thống thứ 14 của Hoa Kỳ đã viết thư gửi tới Seattle ngỏ ý muốn mua phần đất mà người da đỏ đang sở hữu. Tức là trên cơ sở cái bức thư của tổng thống Hoa Kỳ gửi cho thủ lĩnh da đỏ và mong muốn được mua mảnh đất đó. Và thủ lĩnh da đỏ đã đáp lại đã thực hiện một diễn từ ứng khẩu trước thống đốc Isaac Steven. Và đây chính là một ứng từ diễn khẩu hay nói khác. À, có cô xin lỗi là một diễn từ ứng khẩu. À, nói cái khác là một cái bài phát biểu ngay trước mắt Isaac Steven khi mà à, Seattle đã nhận được cái bức thư của Tổng thống Mỹ. Và cái bản dịch này dựa trên tiếng Anh do bác sĩ Henry Asquith đăng tải trên tờ Ngôi sao chủ nhật Seattle năm 1887 đó chính là xuất xứ của tác phẩm và trên cơ sở này thì các em đã hiểu vì sao mà lại có diễn từ ứng khẩu vì sao một thủ lĩnh khi phát biểu mà lại không có sự chuẩn bị trước tất cả ở đây là bản lĩnh là tâm thư là nguyện vọng là xương, là máu, là thịt, là mong ước, là khát khao của sĩ tơn nói riêng và của những người da đỏ nói chung. Bởi vậy mà khi đọc xong cái bức thư của Tổng thống Hoa Kỳ thì sĩ tơn không cần phải suy nghĩ, không cần phải chuẩn bị một bản báo cáo mà ứng khẩu luôn trước thống đốc Isaac Stevens. đủ để thấy được là một con người có tâm huyết, có bản lĩnh, có tài năng và khao khát mong muốn được giữ lại cái mảnh đất của người da đỏ. Thể loại đó chính là văn bản nghị luận. Ở văn bản 1 và văn bản 2 thì các em tìm hiểu về thể loại đó là văn bản thông tin. Và ở văn bản thứ ba đây chính là một văn bản nghị luận. Và đương nhiên đã là văn bản nghị luận. Thì khi tìm hiểu, các em cần phải đảm bảo được một số những đặc trưng cơ bản của văn bản nghị luận. Ví dụ như là luận điểm, ví dụ như là lý lẽ, dẫn chứng. Đó chính là những đặc trưng cơ bản của văn bản nghị luận. Chúng ta sẽ phân chia bố cục. Bố cục văn bản này sẽ chia thành 3 phần. Phần 1 chính là đoạn văn đầu tiên, khẳng định sự gắn bó thiêng liêng của người da đỏ với vùng đất họ cư ngụ. Phần 2 là 7 đoạn văn kế tiếp. Trong 7 đoạn văn này, tác giả đi triển khai phân tích sự khác biệt về quan niệm lối sống giữa người da đỏ bản địa và những người thực dân da trắng đang lâm le muốn mở rộng lãnh thổ mà họ kiểm soát. Phần 3 là phần còn lại. Xác quyết một lần nữa nguyên tắc sống hòa đồng trước sau không thay đổi với tự nhiên và đất mẹ. Xác quyết đây là xác định và quyết xác nhận và quyết định khẳng định một cách chắc chắn một cách chắc chắn một lần nữa là cái nguyên tắc sống hòa đồng trước sau không thay đổi. Như vậy thì xuyên suốt từ đầu cho đến cuối văn bản tác giả đều đi khẳng định sự gắn bó thiêng liêng hòa quyện giữa người da đỏ với tự nhiên hay còn gọi là với vùng đất mà họ sinh sống. Đấy chính là bố cục. Chúng ta sẽ cùng đi sang phần 2 là tìm hiểu chi tiết. Một văn bản kết nối với chủ điểm do đó về cơ bản thì chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi ở trong sách giáo khoa. Một nhỏ, sự gắn bó với đất mẹ của người da đỏ. Các em hãy trả lời cho cô câu hỏi tình thế nào đã thúc đẩy thủ lĩnh Seattle thực hiện diễn từ ứng khẩu này? Theo em, đoạn văn mở đầu nêu lên luận điểm gì? Người viết đã đưa ra lý lẽ nào để khẳng định điều đó? Tình thế nào hay còn gọi là hoàn cảnh, bối cảnh nào mà đã thúc đẩy Seattle thực hiện diễn tử ứng khẩu này? Ở à, trong phần xuất xứ của văn bản, thì ít nhiều các em đã hiểu được vì sao mà thủ lĩnh sẽ tơn thực hiện cái diễn tự ứng khẩu đó là khi nhận được bức thư, à khi nhận được thư của tổng thống Mỹ. Đó. Và chúng ta sẽ tiếp tục trả lời hoàn cảnh ra đời ứng khẩu. Sẽ tơn thực hiện diễn tử ứng khẩu khi nhận được thư của tổng thống Mỹ đề nghị mua lại vùng đất, sẽ tơn mà sẽ cùng với đồng bào của ông lúc đó đang sinh sống đang sở hữu. Và đó chính là vùng đất của người da đỏ. Sẽ tơn vẫn khó cưỡng được cái xu thế phải lùi bước trước sự bành trướng mạnh mẽ của nước Mỹ khi đó. Tại sao lại như vậy? Kem biết là Mỹ là một cử quốc rất là hùng mạnh. Thế và à, mặc dù là rất mong muốn, rất khao khát và tha thiết được giữ lại cùng với cái mảnh đất và những người dân ở những người dân da đỏ ở nơi đây, tuy nhiên Seattle vẫn khó có thể cưỡng lại cái xu thế buộc phải lùi bước trước cái thế mạnh cũng như là cái xu thế phát triển của đất nước của thế giới lúc bấy giờ. sẽ Tơn phải chứng minh sự cao quý của những giá trị văn hóa truyền thống mà các bộ tộc da đỏ đã xây đắp nên qua lịch sử tồn tại lâu dài của mình. Kem thấy rõ ràng là trước khi mà từ bỏ trước khi mà lùi bước thì Sĩa Tơn đã chứng minh cho nhân loại thấy được chứng minh cho mọi người thấy được sự cao quý những giá trị văn hóa truyền thống mà người da đỏ đã gìn giữ đã được khẳng định qua lịch sử lâu dài các thế hệ của người da đỏ đã sinh sống, để mong muốn và yêu cầu người da trắng khi mua mảnh đất này, tiếp cận mảnh đất này phải tôn trọng cái truyền thống văn hóa đó, phải tôn trọng và phải phát huy được những gì mà người da đỏ đã giữ gìn, đó cũng chính là hoàn cảnh ra đời cái ứng khẩu này. Nó một cách dễ hiểu là mặc dù xiết tơn không thể cưỡng lại được cái mong muốn của tổng thống mỹ. Bởi vì Mỹ là một cường quốc rất là mạnh Không thể cưỡng lại được Nhưng trước khi mà nhường lại cái mảnh đất này cho Tổng thống Mỹ Cho đất nước Mỹ Để phục vụ vào mục đích nào đó Thì sẽ tơn phải khẳng định được Cái truyền thống, cái bản lĩnh Sự gắn bó, tình cảm của người da đỏ Đối với mảnh đất, đối với thiên nhiên ở nơi đây Đó chính là hoàn cảnh ra đời của cái bài diễn tử ứng khẩu này trong đoạn 1 ấy, thì em, đấy, em biết là uh, Sierra tơn cái bài viết này của Sierra uh, tơn đã được rất nhiều người ca tụng đã được rất nhiều người ca tụng và đã đi vào lòng người bởi vì Sierra tơn là người được lịch sử của các cư dân Tân Lục Địa Tân Lục Địa là là những cư dân mới di cư đến mới sinh sống ở đây ủy nhiệm nói lên những bởi bi tráng cuối cùng của một nền văn hóa văn minh từng đã có một quá khứ rực rỡ tuy có thể là một bộ lạc có nhiều cái hủ tục lạc hậu nhưng ẩn đằng sau cái hủ tục lạc hậu đó là cả một truyền thống văn hóa đặc biệt nhất là cái thái độ ứng xử đối với thiên nhiên của người da đỏ lúc nào họ cũng trân trọng đối xử đối trân trọng với thiên nhiên và coi thiên nhiên như một người bạn sống cùng hòa cùng với thiên nhiên đó chính bởi vậy mà cái lời cái bài viết của sĩ A tơn ấy đã đi sâu vào lòng người đọc đã được cả thế giới ca tụng. Trong văn bản trong đoạn thứ nhất, chúng ta rất dễ dàng nhận ra luận điểm một. Đó là sự gắn bó thiêng liêng của người da đỏ với vùng đất mà họ cư ngụ. Luận điểm này được thể hiện thông qua các lý lẽ như sau. Mỗi sự vật hiện tượng trong thiên nhiên đều gắn bó quý giá thiêng liêng với người da đỏ và mang chứa ký ức của người da đỏ trải qua nhiều thế hệ. À, đây chính là lý lẽ mà sĩ si át tơn đưa ra và để chứng minh cho lý lẽ của mình thì sĩ si át tơn đã khẳng định bằng các bằng chứng rõ ràng mỗi tóc đất là thiêng liêng mỗi lá thông óng ánh mỗi hạt xương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng dòng nước óng ánh vân vân tất cả đều là những điều thiêng liêng trong ký ức của người da đỏ. Đại Kem thấy với những bằng chứng này để thấy rằng là vạn vật trong thiên nhiên từ những con vật nhỏ nhất sinh vật nhỏ nhất như là những con côn trùng đến những vật vô tri giống như là tấc đất như là lá thông như là hạt xương thì tất cả đều gắn bó với cuộc sống gắn bó với ký ức của người da đỏ đây chính là bằng chứng để khẳng định rằng người da đỏ đã gắn bó với vùng đất này từ bao đời nay rồi chúng ta sang phần 2 trong thư thì thủ lệ thì sẽ Tơn có khẳng định cái cách đối xử với thiên nhiên của người da đỏ cũng như là cách đối xử với thiên nhiên của người da trắng nếu như người da trắng chiếm hữu được mảnh đất này Đây là cách đối xử hoàn toàn đối lực nhau và chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi qua lời của sẽ Tơn sự khác nhau trong cách nhìn nhận đối xử với thiên nhiên giữa người da trắng và người da đỏ được thể hiện những điểm cụ thể nào À, người da đỏ đã ứng xử với thiên nhiên như thế nào đã được minh chứng qua lịch sử còn người da trắng ứng xử với thiên nhiên như thế nào thì si ác tơn đã có những dự đoán sau khi mà chiếm hữu mảnh đất này thì người da trắng sẽ có những ứng xử như thế nào đối với đất đai chúng ta sẽ cùng để ý vào bảy đoạn văn tiếp theo sau khi mà kem hoạt động xong thì sau khi mà các em trả lời bằng hình ảnh bằng những cái phiếu trả lời cá nhân thì chúng ta sẽ thống nhất để thảo luận. Thống nhất để thảo luận để tìm ra cái ý kiến chung. Ý kiến chung, nhóm 1, nhóm 2 sẽ tìm những chi tiết nói về cách ứng xử của người da trắng với thiên nhiên, còn nhóm 3, nhóm 4 tìm những chi tiết nói về cách ứng xử của người da đỏ với thiên nhiên và khi mà kem chỉ ra cái cách ứng xử của người da trắng cũng như người da đỏ với thiên nhiên đồng nghĩa việc chúng ta đã chỉ ra sự khác nhau trong cách nhìn nhận ứng với, xử với thiên nhiên của hai bộ tộc rồi đây là phần này ở trên lớp có thể có thể cô sẽ ứng dụng cái kỹ thuật khăn trải bàn thì chúng ta sẽ thống nhất ra được ý kiến chung một cách nhanh nhất và với câu hỏi này thì chúng ta sẽ hoàn thiện cái phiếu học tập ở trên màn hình của cô về đất đai về thiên nhiên về tiếng nói tự nhiên, về môn loài, đó chính là cái bảng mà sau khi chúng ta đã thảo luận, chúng ta sẽ hoàn thành bảng này như sau. Thứ nhất là về đất đai. Người da trắng ấy thì xem đất chỉ là nơi mà ở thuần, là nơi ở thuần túy mà thôi. Còn người da đỏ thì xem đất là mẹ của mình, là phần máu thịt chẳng thể quên. Đây chính là lý lẽ mà sẽ tương đưa ra. Và để chứng minh cho lý lẽ này thì sẽ tương đã đưa ra minh chứng dẫn chứng đó là khi chết đi, người da trắng quên đi đất nước của họ. Bởi vì người da trắng chỉ mải dạo chơi trên các vì sao và đương nhiên quên đi cái đất nước mà họ sinh ra. Còn chúng tôi, chúng tôi chẳng thể quên được Đấy, chẳng thể quên được mảnh đất tươi đẹp này Bởi lẽ mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ Chúng tôi là một phần của mẹ Và mẹ cũng là một phần của chúng tôi đối với người da đỏ họ coi mảnh đất này giống như người mẹ sẵn sàng bảo vệ che chở bao dung và nuôi dưỡng họ từ bao đời nay rồi và họ coi tất cả bộ tộc của người da đỏ là một phần của mẹ mẹ cũng là một phần trong cuộc sống của họ không thể thiếu được đấy là chứng minh cho cái cách ứng xử của người da đỏ đối với đất đai đối với thiên nhiên thì sao người da trắng ý, sống độc lập và đối lập với thế giới tự nhiên. Còn người da đỏ thì luôn muốn hòa đồng với thiên nhiên. Và cũng để làm sáng tỏ lý lẽ này, tác giả đã đưa ra dẫn chứng. Dẫn chứng về người da trắng, họ lấy đi từ lòng đất những gì mà họ cần. Nói cái khác là người da trắng ấy, muốn chiếm hữu mảnh đất này chẳng qua là muốn khai thác những cái tài sự nguyên khoáng sản ở trong lòng đất, muốn biến mảnh đất này thành một khu công nghiệp Đấy, Các em thấy rằng mảnh đất này đâu phải là người anh em của họ Mảnh đất này là kẻ thù của họ Và khi đã chinh phục được, họ sẽ lấn tới Sẽ bán đi những con kiều, hạt kim cương, ngố nguyên đất đai Biến thành hoang mạc Mục đích của người da trắng là thế Sẽ khai thác tài nguyên thiên nhiên ở trong lòng đất Sẽ biến cái mảnh đất này thành một khu công nghiệp Đấy, và từ đó sẽ trở thành một bãi Một cái vùng đất hoang mạc rộng lớn Đấy chính là mục đích của người da trắng. Còn người da đỏ thì không thế. Người da đỏ coi mảnh đất này là anh em của họ. Họ chân quý, họ bảo vệ, họ trân trọng Và chưa bao giờ họ có ý định khai thác, chiếm hữu hay là làm cho vùng đất này trở nên khô cằn, sỏi đá. Đấy là cách ứng xử đối với thiên nhiên. còn với tiếng nói của tự nhiên người da trắng thì không cảm nhận được ý nghĩa của việc lắng nghe tiếng nói của thế giới tự nhiên còn người da đỏ thì sao người da đỏ thực sự hạnh phúc khi để tiếng nói ấy tràn đầy qua các giác quan của mình tại sao mà sĩ tôn lại khẳng định người da trắng sẽ không cảm nhận được ý nghĩa của việc lắng nghe tiếng nói của tự nhiên bởi vì trong cái thế giới của người da trắng ấy, chẳng có nơi nào là yên tĩnh cả chẳng có nơi nào mà nghe được tiếng lá cây lay động vào mùa xuân hay tiếng vỗ cánh của côn trùng. Và nếu có nghe thấy thì tất cả chỉ đều là nghe thấy những tiếng ồn ào, tiếng lăng mạ, tiếng chửi bới, tiếng ầm ĩ của xe cộ của các nhà máy mà thôi. Đấy là đối với người da trắng. Thế còn đối với người da đỏ thì sao? Không gian của người da đỏ rất là yên tĩnh. Bởi vậy, và họ rất thích, họ rất hạnh phúc khi được nghe những âm thanh êm ái của những cơn gió thoảng qua trên mặt hồ, được nước mưa gội rửa và thấm đượm hương hoa của phấn thông. Thậm chí họ còn muốn nghe được những tiếng côn trùng kêu giả dích vào những không gian rất là yên tĩnh. Đủ thể để thấy được rằng là tiếng nói của tự nhiên đối với họ rất là quan trọng. Và phải có một không gian yên tĩnh, thanh bình thì họ mới có thể lắng nghe được điều đó. Và họ cảm thấy hạnh phúc khi được nghe những âm thanh của tự nhiên như vậy về môn vật môn loài cách ứng xử với môn loài người da trắng sống thường trực với ý thức ý thức đó là chiếm đoạt môn loài còn người da đỏ thì nâng niu đời sống của họ dẫn chứng được thể hiện rất rõ người da trắng chẳng thèm để ý đến và sẵn sàng nếu như chiếm hết mảnh đất này sẵn sàng sẵn sàng người da trắng sẽ giết hại chúng sẽ biến chúng thành một nơi hoang mạc, sẽ bán chúng đi để sinh lời. Còn người da đỏ, bầu không khí này là của chung muông thú, của cây cối và của con người cùng nhau hít thở. Người da đỏ cho rằng không khí là vô cùng quý giá. Bởi vậy, họ trân trọng, họ bảo vệ cây cối, bảo vệ muông thú, bởi vì không khí này là của chung, tất cả cùng sống chung, cùng nhau hít thở. Đấy chính là cách ứng xử đối với muôn loài em thấy qua các cách ứng xử này ta có thể thấy được người da trắng thì mang tư tưởng chinh phục chiếm đoạt sở hữu muốn khai thác cái lợi nhuận từ cái vùng đất của người da đỏ bởi vì cái vùng đất này còn là vùng nguyên sơ cả thực vật cả động vật và cả tài nguyên thiên nhiên bởi vì chúng chưa được người da đỏ khai thác nên người da trắng mong muốn được chiếm đoạt được sở hữu được khai thác và để mong muốn mang lại cái sinh lời cho người da trắng còn người da đỏ thì sống hòa hợp, chân quý với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên. Đó chính là cách ứng xử của người da trắng với người da đỏ. Và qua à, qua cái, những cái lý, lý lẽ và dẫn chứng mà tác giả đã nêu ra ở trong phần thứ hai, thì chúng ta có thể khẳng định rằng à, cái, cái cách nhìn nhận, cái thái độ ứng xử của người da trắng và người da đỏ đối với thiên nhiên là hoàn toàn đối lập với nhau. À, chúng ta sang phần 3. Là thái độ ứng xử của người da đỏ về thiên nhiên Ở phần 3 này Tất giả khẳng định lại một lần nữa Khẳng định lại một lần nữa Về thái độ ứng xử của người da đỏ về thiên nhiên Hãy trả lời các câu hỏi như sau Thủ lĩnh sĩ Aston đã dùng hình thức so sánh như thế nào Khi nói về thái độ ứng xử của thiên nhiên Của người da đỏ Hình thức so sánh ở đây Được sử dụng có ý nghĩa như thế nào Em cảm nhận đánh giá như thế nào Về cách trình bày đó Nêu cảm nhận của em về giọng điệu bài diễn từ và cách dùng hình ảnh so sánh ẩn dụ của S.T. Chúng ta sẽ lần lượt trả lời các câu hỏi này. Ở trong bài viết ý, thì tác giả đã so sánh thái độ ứng xử của người da đỏ và cái thái độ ứng xử này hoàn toàn đối lập với người da trắng. Thứ nhất là tác giả làm rõ được những cái biểu hiện cụ thể của thái độ ứng xử với thiên nhiên của từng bên. Và phần này thì cô đã chỉ rõ ở nội dung thứ hai rồi. Thứ hai, tác giả khẳng định cái giá trị bền vững của lối sống hòa đồng với thiên nhiên mà người da đỏ đang quyết tâm bảo vệ. Đấy chính là cái tác dụng trong cái cách để tác giả so sánh cái thái độ ứng xử của người da đỏ với người da trắng. Các em cũng có thể thấy à, ở đây á thì cái tính bi kịch của cuộc thương lượng về đất đai đang diễn ra giữa các bộ tộc da đỏ và người da trắng. Tại sao lại dùng từ bi kịch? Ngay từ khi mà ở phần 2 khi tìm hiểu về xuất xứ của văn bản thì cô đã nói rồi. Seattle không thể cưỡng lại được cái xu thế phát triển của thế giới. Cũng không thể cưỡng lại được trước cái sức mạnh của một nước Mỹ. À, chị đấy chính là tính bi kịch. Mặc dù không thể cưỡng lại được Nhưng trước khi từ bỏ mảnh đất này Thì Sĩ A Tơn muốn chứng minh cho người da trắng thấy được rằng Bộ tộc của người da đỏ Đã trân trọng, đã nâng niu, đã giữ gìn cái mảnh đất này Giống như một phần cơ thể của họ Và đề nghị, mong muốn, khao khát Khi người da trắng đến vùng đất này Thì phải bảo vệ chúng, trân trọng chúng Giống như người da đỏ đã từng trân trọng phải dạy dỗ người da trắng phải dạy dỗ cho thế hệ sau cho con cháu của người da trắng biết rằng ở nơi đây đã từng có một bộ lạc sinh sống nơi đây đã từng có một truyền thống văn hóa rất là tốt đẹp mà cần phải được giữ gìn đấy chính là tính bi kịch về cuộc thương lượng này kem biết là ở trong bài viết này á thì thực chất người da trắng không chỉ là là một bộ tộc là một chủng tộc mà người da trắng còn biểu tượng cho xu thế phát triển của thế giới là biểu tượng cho những tiên tiến, cho những hiện đại, cho những uh, nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại hóa. Còn người da đỏ, người da đỏ không chỉ là một bộ tộc, một truyền bộ tộc có thật đã từng sinh sống ở vùng đất mà họ còn biểu tượng cho những gì là truyền thống, là cũ mà cần phải được thay đổi bởi vậy em thấy đối với người da đói thì mất đất đai là mất đi một phần máu thịt thiêng liêng bởi vì họ đã gắn bó với nơi đây quá là lâu đời rồi còn đối với người da trắng thì được thêm đất đai tức là được thêm một địa bàn sinh lớn như cô đã nói rồi người da trắng không chỉ là một bộ tộc mà không chỉ là một chủng tộc mà người da trắng còn là tượng trưng cho những gì hiện đại nhất tiên tiến nhất cho công nghiệp hóa hiện đại hóa bởi vậy mà cần phải được mở rộng địa bàn cần phải mở rộng những cái vùng đất để được sinh lời các em có thể thấy là qua đây ta có thể thấy được là cái sự so sánh về cái thái độ của người da trắng với người da đỏ trong cái sự tương quan đối lập đó đã thể hiện rõ cái mục đích Đối với người da đỏ thì mất đất đai là mất đi cái phần máu thịt của mình. Còn người da trắng thì có thêm được cái phần sinh lời, có thêm được cái lợi tức, có thêm được cái địa bàn để phát triển và để mở rộng hơn. Seattle qua đó thì các em có thể thấy được là Seattle đã thể hiện được cái thái độ tự tôn của người da đỏ. Xét về lực lượng thì rõ ràng họ là người yếu thế xét về những suy nghĩ sâu xa trước cuộc sống họ không hề thấp kém với đối thủ thậm chí còn vượt trội đối thủ đấy à, về lực lượng thì đúng là yếu thế thật nhưng về suy nghĩ thì họ có một nhận thức về thiên nhiên rất là rõ ràng không hề thua kém thậm chí còn vượt trội bởi vì họ nhận thức về thiên nhiên rất là tốt thậm chí về thiên nhiên là tốt trong văn bản tác giả đã sử dụng cái giọng điệu và hình ảnh rất là rõ ràng thứ nhất giọng điệu của bà diễn từ tha thiết chân thành nhưng cũng mạnh mẽ và quyết liệt Tại sao lại tha thiết chân thành nhưng mạnh mẽ và quyết liệt Khi mà khi mà nói về cái cách đối xử của người da trắng với à, của người da đỏ với vùng đất này thì rất là tha thiết rất là chân thành rất là giản dị chân thật nhưng khi mà yêu cầu đề nghị thì lại mạnh mẽ và quyết liệt kem hãy để ý một cái đoạn văn mà sẽ tơn đề nghị à, tổng thống mỹ chúng tôi mới cân nhắc à, những ý muốn mua mảnh đất của ngài nếu ngài có quyết định chấp nhận yêu cầu của ngài chúng tôi phải đưa ra một điều kiện đó là người da trắng phải đối xử với các môn thú trên mảnh đất này như những người anh em Đấy, kem có thể thấy rất là rõ ràng ngài phải dạy cho con cháu rằng mảnh đất dưới chân chúng là nắm cho tàn của cha ông chúng tôi và vì thế, chúng phải kính trọng đất đai. Ngài phải bảo chúng rằng đất đai giàu có được là do nhiều mạng sống của chủng tộc chúng tôi bồi đắp nên. Hãy khuyên bảo chúng như chúng tôi thường dạy con cháu của mình, đất là mẹ. Điều gì xảy ra với đất đai, tức là xảy ra với những đứa con của đất. Con người chưa biết làm tổ để sống, con người giản đơn là một sợi tơ trong cái tổ đó sống đó mà thôi. Điều gì con người làm cho tổ sống đó, tức là làm cho chính mình Giọng điệu rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt Quyết liệt ở phần đó tức là yêu cầu người da trắng, đề nghị người da trắng Phải trân trọng đất đai, phải đối xử với các môn thú giống như người da, da đỏ đã từng làm Phải dạy cho các con cháu thế hệ sau, phải trân trọng đất đai Bởi vì những gì mà đối xử với đất đai chính là đối xử với con người Đấy là cũng rất là quyết liệt qua đó, à, trong bài viết tác giả đưa ra các hình ảnh so sánh ẩn dụ rất là nhiều. So sánh ẩn dụ rất là nhiều. Ví dụ, các em có thể đọc một cái đoạn văn ở đoạn cuối, các em có thể thấy. Tôi là kẻ hoang dã. Tôi không biết bất cứ một cách sống nào khác. Tôi đã chứng kiến cả ngàn con trâu rừng bị chết dần chết mòn trên cánh đồng trơ trọi vì bị người da trắng bắn mỗi khi có đoàn tàu chạy qua. Tôi là kẻ hoang dã, tôi không hiểu nổi tại sao một con ngựa sắt nhả khói một con ngựa sắt nhà khói thì cô đã giải thích cho các em phần đầu rồi. Lại quan trọng hơn nhiều, con trâu rừng mà chúng tôi chỉ giết để duy trì cuộc sống. Đấy các em có thấy. À người da đỏ ấy chỉ giết động vật khi mà chúng cần duy trì cuộc sống mà thôi. Còn người da trắng thì sẵn sàng giết hại chúng một cách không thương tiếc. Chỉ để là cho một đoàn tàu chạy qua, chỉ để là để xây một cái đường sắt hay là xây một cái đường quốc lộ nào đó mà thôi. Đấy chính là tác giả đưa ra rất nhiều những hình ảnh so sánh ẩn dụ. Và Kem thấy rằng là qua các hình ảnh đó, tác giả lên án những cái hành động có tính chất phá hoại môi trường sống của người da trắng. Đồng thời cũng thể hiện cái niềm chân quý đất đai của người da đỏ và ngợi ca cái lối sống trang hòa với thiên nhiên của họ. Đấy, đó chính là cái nội dung cơ bản nhất cũng là cái tình cảm của tác giả đối với cái mảnh đất mà họ đã từng sinh sống. Tác giả đã dựng lên sự đối lập triệt để giữa các quan niệm sống qua những câu văn mang màu sắc chất vấn quyền uy hoặc mỉa mai, qua những hình ảnh so sánh ẩn dụ trang chứa tình cảm, à, những uh, những cái hình ảnh mà mang tính chất vấn này, quyền uy này, mỉa mai này, so sánh này ẩn dụ này thì trong cái đoạn văn vừa qua cô đã đọc cho các em rồi nhà em có thể thấy được rõ được điều đó ví dụ như là so sánh cái con con tàu ấy thì được so sánh giống như là một con ngựa sắt nhả khói đấy đấy cũng là một cái cách so sánh rất là độc đáo chúng ta sẽ sang phần 3 là mã là phần tổng kết trong phần tổng kết này chúng ta sẽ khái quát những nét rất là cơ bản về nghệ thuật và nội dung của văn bản về nội dung thủ lĩnh sĩ Tơn một nhấn mạnh về vấn đề thiên nhiên đất đai là tài sản vô cùng quý giá thiêng liêng đối với mỗi con người bởi vậy chúng ta cần sống hòa hợp với tự nhiên chăm sóc bảo vệ môi trường như bảo vệ chính mạng sống của chúng ta thế và à, chính cái điều này đã chứng minh được vì sao mà bức thư của thủ lĩnh da đỏ sĩ Atten đấy cái bài diễn thuyết này đã đi sâu vào lòng người đọc và được rất nhiều người hưởng ứng là bởi vì trong bài, văn bản tác giả đã đề cập đến vấn đề thiên nhiên. Bảo vệ môi trường thiên nhiên chính là bảo vệ cuộc sống của chúng ta. Nếu như mà biến đổi, mà mất cân bằng hệ sinh thái, biến đổi khí hậu, động thực vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng, đồng nghĩa với việc sự sống của con người sẽ bị ảnh hưởng một cách nặng nề, các thiên tai lũ lụt sẽ xảy ra liên miên. À, bởi vậy mà cho đến ngày nay thì cái bức thư của thủ lĩnh da đỏ này à, bức thư này của thủ lĩnh da đỏ vẫn mang ý nghĩa thời sự vẫn luôn luôn đúng và luôn luôn nhắc nhở chúng ta cần phải chăm sóc bảo vệ thiên nhiên bảo vệ môi trường giống như bảo vệ chính một phần cơ thể của chúng ta vậy qua đó cho thấy được tình yêu sự gắn bó sâu sắc đối với mảnh đất quê hương ruột thịt của người thủ lĩnh da đỏ niềm tự hào về những vẻ đẹp bình dị nhưng rất đỗi nên thơ và tuyệt vời của đất mẹ đấy là những khái quát cơ bản về nội dung về nghệ thuật giọng điệu khi tha thiết nhẹ nhàng khi thì đanh thép mạnh mẽ kết hợp linh hoạt các cái nghệ thuật như so sánh nhân hóa điệp ngữ đối lập tương phản vân vân đó là những cái nghệ thuật là cơ bản nhất ngoài ra thì đây là một văn bản nghị luận do đó mà tác giả còn có sử dụng các lập luận rất là chặt chẽ và giàu thức, sức thuyết phục đấy là những nội dung rất là cơ bản trong bài viết ngày hôm nay trong văn bản ngày hôm nay chúng ta sang phần luyện tập. Ở trong phần luyện tập này thì chúng ta sẽ cùng trả lời các cái câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta củng cố lại nội dung của bài học. Câu hỏi 1. Văn bản diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ sẽ tơn đã phê phán hành động và thái độ gì của người da trắng thời đó? Tàn sát những người da đỏ, hủy hoại nền văn hóa của người da đỏ, thờ ơ tàn nhẫn đối với thiên nhiên và môi trường sống, xâm lược các dân tộc khác. À, các em sẽ thấy rằng là phương án ở đây đó chính là phương án C. Các câu hỏi khác kem sẽ tự tìm phương án trả lời của mình. Trong văn bản trên tác giả coi mình là người văn minh, à, kẻ hoang dã, người chủ của vùng đất mà người da đỏ đang sống, người trung thành với lợi ích của người da đỏ. Ở đây thì phương án B chính là đáp án chính xác. À, hoặc là câu hỏi số 3 thông điệp mà diễn từ ứng khẩu của thủ lĩnh da đỏ sẽ át Tơn muốn nhấn mạnh là gì? đấy thì trên cơ sở những các câu hỏi và trắc nhiệm như vậy thì kem có thể tìm được những câu trả lời để kem có thể củng cố được nội dung bài học một cách sâu sắc nhất và đầy đủ nhất như vậy thì bài học ngày hôm nay của cô dừng lại ở đây rất cảm ơn kem đã chú ý lắng nghe chào và hẹn gặp lại các em ở những bài giảng sau